Em ăn, xin chào tất cả các quý chị nha. Chào mừng quý chị cũng như là tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Theo Ăn Bất Động Sản nha. Thì hiện tại em ăn đang có mặt tại đường, đây là đường số 2 nè, thuộc khu tái định cư Hòn Rớ 2 quý chị. Khu tái định cư Hòn Rớ 2 là thuộc xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang nha. Đó, thì đây là một trong những cái khu tái định cư gọi là đẳng cấp và đẹp nhất tại thành phố Nha Trang. Đó, có vị trí cực kỳ đắc địa luôn, nằm có con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành đi qua, là con đường gọi là giao thông thông thương quan trọng nhất tại Nha Trang, là kết nối giữa thành phố Nha Trang nè, đi Cam Ranh nè, đi huyện Cam Lâm nè, đi sân bay Cam Ranh nè, đó và bao nhiêu cái, nói chung là con đường là con đường cực kỳ huyết mạch của thành phố Nha Trang luôn đó. Và cái khu tái định cư Phước Long, cái khu tái định cư Hòn Rớ 2 này là nó nằm trên con đường đó luôn, và nó nằm liên kề với con sông, nó là trực diện con sông Tắc Phong quý anh chị. Bên kia sẽ là sông Quán Trường. Đó, khu vực này thì là khu tái định cư này gọi là khu cư đẹp nhất và đẳng cấp nhất tại phố Nha Trang. Đó, thì bây giờ em sẽ quay tổng quan về cái miếng đất mà em muốn giới thiệu cho quý anh chị hôm nay nha. Cái miếng đất hôm nay nó sẽ nằm mặt tiền đường số 7, là con đường thông ra đường đại lộ Nguyễn Tất Thành, thông ra sông luôn. Đó, thì là con đường này nha. Bây giờ em sẽ quay cho quý anh chị xem miếng đất nó như thế nào nha. Để em giới thiệu chơi nha. Đây, đường số 7 giao đường số 2. Đường này rộng 13,5m nha quý anh chị. Đó, vừa em có bán một miếng đất ở đường này. Đó, bên kia là sẽ là làng đại học nha quý anh chị. Bên đó sẽ là làng đại học trong tương lai. Thì hiện tại đã có cái ba cái trường đang xây dựng xong rồi, là chuyên Willow Widow nè, trường chính trị nè, và trường kia là trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Khánh Hòa. Sắp tới sẽ có một cái trường y nữa, trường đại học Tôn Đức Thắng nữa. Và cái miếng đất muốn giới thiệu hôm nay nó sẽ nằm ở cái đường số 7 này nha, cái đường này nè. Đó, em quay nè. Đó, phía bên này sẽ là cái công viên nha quý anh chị, công viên. Đó, bên kia sẽ là sông. Đó, đối diện bên kia sông, trong giữa sông đó sẽ là cái đảo Hoa Sen. Thì cái đảo đó là đã được Champa họ mua lại nè quý anh chị. Ở bên phía bắc thì có cái đảo Champa Island đó, thì cũng là tập đoàn đó luôn, họ mới mua lại cái đây. Đó là khu đó toàn là nhà giàu ở không á. Sắp tới cái đảo Hoa Sen 2 này sẽ là do Vin họ làm nha quý anh chị. Thì họ sắp tới họ sẽ làm nữa, thì khu vực này cực kỳ đẹp và đắc địa luôn. Đó, thì cái mặt tiền đường số 7 là đường này nha. Đường số 7 nè. Mình đã muốn giới thiệu là nằm đường này nha. Đó, đường này rộng 17m nha quý anh chị, 17,5m nha quý anh chị. Đó, thông ra Nguyễn Tất Thành và thông ra sông. Đó, đường này thì vị trí rất là đẹp, đường to. Giá cái miếng đất này em muốn giới thiệu á, là miếng này là có tổng diện tích 75m², ngang 5m, hướng là hướng tây bắc nha, hướng là hướng tây nam nha quý anh chị. Đó, bây giờ em sẽ đổi cam chính cho rõ. Đó, miếng đất em muốn giới thiệu hôm nay nó sẽ nằm liền kề cái nhà nha quý anh chị, cái nhà rồi tới miếng đất của mình nha, ngang 5m. Miếng này cực kỳ đẹp nha quý anh chị, đẹp và vuông vắng, sạch sẽ, không bị vướng cái gì nha. Phía trước bên cạnh nhà có cây xanh nữa nè, đó là mát mẻ, chỗ này là cây xanh nè quý anh chị thấy không? Đó, không gian rất là trong lành, mát mẻ nha. Khu này người ta cũng đang ở rất là nhiều nè, đại gia Hà Nội, Sài Gòn về đây ở cũng rất là nhiều, nghỉ dưỡng nè, an cư. Khu vực này thì quý anh chị mua để kinh doanh đầu tư cũng rất ok luôn. Trong này là khu đường bê tông thôi. Đây, đó, miếng đất của mình á, vuông vắng đẹp nha quý anh chị. Đất tái định cư cho nên là thổ cư 100% nha mình quý anh chị. Mình xây dựng tự do, sở hữu lâu dài. Chỗ mong muốn bán miếng này là 2,6 tỷ, có thương lượng nhẹ nha quý anh chị, bao thuế phí sang tên nha quý anh chị, sổ đỏ trao tay, vận may sẽ đến. Hướng này là hướng đi ra Nguyễn Tất Thành nè. Nếu mà hướng tay phải á, là mình sẽ về trung tâm của xã Phước Đồng. Đó, chợ chỗ đó sẽ có chợ Phước Đồng, là ủy ban nhân dân nè. Hoặc là mình tới làng đại học thì mình đi khoảng 500m chứ nhiêu. Còn cái hướng kia là mình ra lại Nha Trang. Đó, thì mình đi khoảng mình đi ra trung tâm thành phố Nha Trang nha, cái khu vực này thuộc Nha Trang rồi. Ra trung tâm thì mình đi khoảng 1,5 km, đi ra chợ Bình Tân thì đi khoảng 1,7 km. Gần chợ Bình Tân sẽ có bệnh viện Tâm Trí nè, đi ra biển thì mình đi khoảng 2,7 km nha. Đó, bên kia sẽ có công viên nè quý anh chị. À, phía sau nhà mình sẽ có cái công viên quý anh chị.
miếng đất là chỗ kia đúng không, sẽ có cái đường đi qua, đi qua đó là bên này có cái công viên này. Đó công viên này quý anh chị thấy đẹp không? Đó, em ra em quay cái đường đại lộ của Tất Thành cho quý anh chị xem nha. Đó ngoài đây đường đại lộ của Tất Thành nè. Đường Nguyễn Tất Thành thì rộng khoảng 35 m. Đó. Bên đối diện kia cũng sẽ là khu tái định cư Hòn Rớ 2 luôn, mà đó là khu núi, phía núi, phía mặt núi. Đó, ở đây thì gần trường, gần chợ nha quý anh chị. Khu vực Phước Đồng thì bao nhiêu cái trường lớn đều sắp tới sẽ được về đây làm hết. Cho nên là rất nhiều người dân ở khu vực xã Vĩnh bán đất ở đó để về Nha Trang, về Phước Đồng ở cho gần trường, gần chợ quý anh chị. Đây, Nguyễn Tất Thành đây. Hướng này là về mình ra Nha Trang lại đó, ra trung tâm thành phố đó, qua cầu Bình Tân. Đó, chỗ này mình đi tới cảng Hòn Rớ cũng gần nha quý anh chị, mình đi tới cái cảng Hòn Rớ, tức là cái cảng cá, cảng biển lớn nhất Nam Trung Bộ. Xuống đó thì quý anh chị muốn tha hồ và mua hải sản ăn. Từ đây xuống cảng khoảng 1 km nha. Đó, phía bên kia sẽ là khu tái định cư Hòn Rớ nhưng mà là khu ven núi nha. Đây, đường số 7 đây. À, quý anh chị quan tâm thì liên hệ với em ăn qua số điện thoại 0353687732 nha, hoặc số Zalo của em đó luôn. Quý anh chị kết nối với em thì em sẽ gửi cho quý anh chị thông tin cái lô này nha, quý anh chị xem nha. 2,6 tỷ còn thương lượng nhẹ nha quý anh chị. Nếu quý anh chị quan tâm thì nhớ liên hệ với em sớm nha, chứ khu vực này đang sốt đất, giá đất tăng lên từng ngày á, quý chị mà không mua là bữa sau chủ nâng giá nữa. Cho nên là em thấy giá tốt bây giờ, cho nên là em gửi cho quý chị ngay lập tức luôn. Giờ em chạy xe xung quanh em cho quý chị xem cơ sở hạ tầng khu vực này nha. Rồi em sẽ quay tổng quan một vòng khu tái định cư này cho quý chị xem nha. Đó, phía trước mình là đường số 2. Nó sẽ nối với đường về cái sông của chị. Đây là đó, mình đối diện sẽ là cái quý chị thấy cái giữa nó có cái mấy cái cây không đó, chỗ đó tương lai sẽ là cái bán đảo hoa sen thứ hai á, nhà bên Hà Lan. Còn khu vực ở trên này thì là sẽ là những cái biệt thự cũng là sẽ có Vinh Hà Lan hết rồi. Khu này sẽ được cho nên đất ở đây đang sốt hơn từng ngày quý chị. Ở đây quý chị mình sở hữu sớm cho là ok. Chỗ này có bãi giữ xe nè. Chỗ này có cái bãi đậu xe rất là lớn nè. Bãi đậu xe cực kỳ lớn luôn. Có mình có biệt thự của Vin họ làm. Cái nào đây sẽ không có đất để bán nha quý anh chị, bán ở trong kia thôi. Còn kia là đảo Hoa Sen 1. Mua bán lại cho nhà giàu. Trong là bên đó toàn người dân rồi. Tại gia quan ở. Tất cả con đường ở đây đều thông ra tới đường đại lộ của Tất Thành nha quý anh chị. Quý anh chị thứ hai nhớ làm video đăng ký kênh ủng hộ em nha quý anh chị. Là đăng ký kênh ủng hộ và dừng ở đây nha quý anh chị. Quý anh chị nhớ like video, đăng ký kênh, chia sẻ video này và đăng
và nhấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của em nha. Em cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em nha.